phải có Quảng Nam, xin lỗi trước nha. Ok. À, có ông thằng rể này là người Quảng Nam. Để sao cái thằng rể? Chưa kể đã gây rồi. Bây giờ mình vô phòng khách thì mình mặc đồ đàng hoàng thì mình nói anh rể, còn đây mình đứng trong rừng trong rú thì mình nói thằng rể. Đứng đâu ăn có nồi ngồi có bếp phải không? Ok, giờ im tôi kể được chưa? Cái bà này vô duyên á. Bẩn hai gì nữa mà đừng có nói bậy bạ nha. Con rể này, con rể này còn ngang. Bố mẹ vào nó nói là ngày mai mày qua mày cắt cỏ cho tao nha. Sạch lắm. Cái anh rể con thấy ngày mai con kẹt. Đi mắc mắc bia cái kẹt kẹt. Ngày là cũng bận á. Bận. Ông nãy giờ cũng biết là bác rồi đâu cười đâu. Đâm bẹt đó nha. Có cười. Bà không dám cười nhiều sao nghe. Chịu không? Vâng, mà nói chuyện chị không hiểu, chị cứ bị nhiều quá sợ wrinkle, mà wrinkle thì căng da mặt. Nhưng mà căng vừa vừa chứ căng nhiều quá, cứ căng nhiều là bác sĩ nói căng nhiều là mọc râu, mà chị không tin. Tin rồi. Mày con sao nữa? Sao nữa đó hả? Cái punch line là đó đó nhá. Chốc người ta nắng mà gòn. Chọn chế nhau rồi coi. Cho bác qua cái đó. Cảm ơn. Có cái ông kia. Nó lấy hai chị em chung đôi. Thank you.